Silver Sasudo là một công ty trò chơi tới từ Trung Quốc, chuyên sản xuất các trò chơi khai thác chủ đề tương tác với các cô gái ảo, trải dài trên nhiều bối cảnh từ cả thời dân quốc tới hiện đại. Trong nỗ lực làm mới thương hiệu, Silver Sasudo đã quyết định phát triển một trò chơi mới, lấy tên là Mia Innistoland, với ý tưởng kết hợp giữa thể loại hành động chặt chém và cách chơi tương tác với nhân vật truyền thống của công ty. Mia Innistoland là tựa game nhập vai hành động chặt chém chủ đề khoa học viễn tưởng, mang đến những trận chiến nhiều độ nhanh mãn nhãn đã tay. Trò chơi khoác lên mình lớp đồ họa 3D tuy khó có thể nói là thuộc dạng khủng, nhưng vẫn đảm bảo được độ sắc nét chỉnh chu trong từng chi tiết, phần hiệu ứng cũng được làm khá ấn tượng. Mia Innistoland là bối cảnh tương lai khi nền văn minh loài người có các bước phát triển vượt bậc. Điều này dẫn đến việc tranh giành lợi ích giữa các thế lực ngày càng gay gắt, nguy cơ về một cuộc chiến tranh có thể hủy diệt toàn bộ loài người ngày càng rõ ràng. Để ngăn chặn điều đó, trong vai trò một chỉ huy và sẽ cử nữ chiến binh mạnh mẽ nhất của loài người, Mia tiến hành các cuộc tấn công và phá hủy các vũ khí hủy diệt mà các thế lực này nắm giữ, thứ có thể phá hủy toàn bộ thế giới chỉ với một cuộc tấn công. Nhà phát hành vẫn phát huy rất tốt thế mạnh của công ty khi giới thiệu tới với người chơi nữ chiến binh Mia cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Bên cạnh việc sở hữu mô hình 3D riêng với chất lượng cao, từng chi tiết nhỏ trong tạo hình khuôn mặt, thân hình hay phục trang hay thậm chí là cả hệ thống chuyển động cũng được đội ngũ thiết kế chăm chút hoàn thiện cực kỳ tỉ mỉ. Ngoài ra, người chơi cũng có thể thay đổi ngoại trang cho Mia với những bộ trang phục cực kỳ độc đáo riêng biệt, trong đó sẽ có các bộ trang phục đi kèm với hiệu ứng rất bắt mắt thu hút. Mia Innistoland giữ nguyên lối chơi thể loại hành động chặt chém truyền thống với trải nghiệm tập trung vào các trận chiến trực diện tốc độ cao và thành bại đều do kỹ năng của người chơi. Để bù lại cho việc chỉ được điều khiển nhân vật là nữ chiến binh Mia, game đã bổ sung hai cơ chế mới cho trò chơi của mình. Thứ nhất là cơ chế không giới hạn loại vũ khí mà người chơi có thể sử dụng. Người chơi hoàn toàn có thể kết hợp giữa vũ khí cận chiến như kiếm, đao, v.v. với các vũ khí tầm xa như súng, cung, v.v. để tạo nên các độ tổ hợp đòn đánh và phong cách chiến đấu của bản thân. Thứ hai là cơ chế parry, cơ chế phản đòn tấn công các kẻ địch. Đây là cơ chế đòi hỏi rất nhiều về kỹ năng và khả năng canh thời gian của người chơi. We'll be right back.